là một trong những bộ phim hot nhất dịp hè 2023, Trường Tương Tư đã giúp khán giả có dịp khám phá ra nhiều tài năng diễn xuất bị ẩn giấu bấy lâu nay trong giới giải trí Hoa ngữ. Một trong số đó chính là Trương Vãn Ý, chàng trai đảm nhiệm vai nam chính Thương Huyền. Đi sâu vào tìm hiểu, khán giả càng thêm yêu mến Trương Vãn Ý hơn vì thái độ chăm chỉ, kinh nghiệm cùng tính cách hài hước ngầm của anh chàng. Về sự nghiệp diễn xuất của Trương Vãn Ý thì có thể tóm gọn bằng một câu nói, đó chính là một lòng kiên định, là hoa hồng trước mắt nhưng cũng là mũi gai dưới chân. Trong video này, hãy cùng mình tìm hiểu sâu hơn về con người, tính cách và sự nghiệp diễn xuất của chàng trai này nhé. Còn bây giờ thì bắt đầu thôi. Trương Vãn Ý sinh ngày 22 tháng 4 năm 1994 tại Thập Yển, Hồ Bắc. Anh bắt đầu học chơi piano vào năm lớp 2 và học thanh nhạc vào lớp 10. Theo Trương Vãn Ý giải thích, vì cha mẹ anh có con ở độ tuổi khá muộn nên đã đặt tên cho hai chị em anh là Vãn Tình và Vãn Ý, có nghĩa là tình ý đến muộn. Anh có sở thích sưu tập Lego, nuôi rùa, viết thư pháp, đàn piano. Môn thể thao yêu thích của anh là khúc côn cầu trên băng. Vào năm 2012, khi tham dự kỳ thi tuyển sinh, điểm của anh đã vừa đủ để theo học khoa diễn xuất tại Đại học Đồng Tế, một trong những trường đại học trọng điểm quốc gia danh giá bậc nhất Trung Quốc. Tuy nhiên, vì số điểm đạt được vẫn còn cách xa mục tiêu mong muốn của mình nên Trương Vãn Ý đã chọn học lại thêm một năm nữa. Đến năm 2013, Trương Vãn Ý thành công giành được cơ hội học tập ở Học viện Điện ảnh Bắc Kinh như ý nguyện. Để có thể hiện thực hóa những khát vọng cuộc đời, anh đã rất chăm chỉ và trân trọng những tháng ngày học tập ở Bắc Điện, thường tận dụng cả hai ngày nghỉ cuối tuần để trau dồi, rèn luyện thêm. Những bước chân đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất. Năm 2016, Trương Vãn Ý có vai diễn đầu tay trong Cực phẩm Mẫu Vương, một bộ phim hài tình cảm lấy đề tài về giới thời trang. Vai của anh trong phim là nam chính Vương Phú Quý, một nhân vật hề hước, ngớ ngẩn và đôi khi có phần lố bịch. Mặc dù bộ phim nhận về kết quả rất tệ hại khi phát sóng, hình tượng Vương Phú Quý của Trương Vãn Ý trong phim cũng thường bị đem ra giễu cợt chảo phúng. Nhưng Trương Vãn Ý lại cảm thấy rất tự hào về vai diễn này, vì nó là vai diễn đầu tiên trong đời của anh và cũng do anh tự mình đi casting mà có. Sau này, Trương Vãn Ý có chia sẻ về vai diễn này rằng một người diễn viên không chỉ khiến khán giả khóc mà còn phải làm khán giả cười. Và Vương Phú Quý chính là màn trình diễn tốt nhất của tôi ở thời điểm đó. Năm 2017, Trương Vãn Ý bén duyên với thể loại phim kháng chiến qua vai diễn Cao Ba trong Lâm Hải Tuyết Nguyên. Liên tiếp 2 năm sau đó, các phim anh tham gia là Hành động Moscow, vai cảnh sát Khổng Kiệt và Đảng Cộng Lưu Thiếu Kỳ, vai Lưu Thiếu Kỳ thời niên thiếu, đều là những phim thuộc đề tài lịch sử, kháng chiến. Trong năm 2019, Trương Vãn Ý còn góp mặt trong bộ phim tình cảm Đô Thị Người Bạn Thật Sự Của Tôi, anh đảm nhiệm vai phụ Phó Hiểu Ninh, một nhà môi giới bất động sản trẻ tuổi lạc quan. Ngoại hình sáng, diễn xuất tròn vai, kết hợp với phản ứng hóa học đáng yêu cùng bạn diễn Điền Hy Vi đã giúp Trương Vãn Ý nhận được những phản ứng tích cực. Năm 2020, đánh dấu một bước tiến mới trên con đường sự nghiệp của Trương Vãn Ý khi anh hóa thân thành Tào Vương Lý Minh trong Phong Khởi Nghê Thường. Đây là tác phẩm cổ trang đầu tiên, đồng thời cũng là vai phản diện đầu tiên của nam diễn viên sinh năm 1994. Nhờ diễn xuất đầy thuyết phục trong vai một vương gia nhẫn tâm, nhiều tham vọng, Trương Vãn Ý bắt đầu nhận được nhiều sự quan tâm hơn từ khán giả. Tạo được tiếng vang với Niên Đại Thức Tỉnh và Những Đứa Con Nhà Họ Kiều. Năm 2021, bộ phim Niên Đại Thức Tỉnh lên sóng và trở thành bước ngoặt quan trọng nhất trong sự nghiệp của Trương Vãn Ý. Niên Đại Thức Tỉnh là một bộ phim thuộc thể loại lịch sử, kháng chiến, xoay quanh phong trào văn hóa mới và quá trình hình thành Đảng Cộng sản Trung Quốc trong những năm đầu thế kỷ 20. Trong phim, Trương Vãn Ý nhận vai diễn người chí sĩ cách mạng Trần Diên Niên. Trần Diên Niên là một chàng trai tuổi đôi mươi, ưu tú và kiên trung, là một trong những người lãnh đạo của phong trào cách mạng Trung Quốc thời kỳ đầu. Trần Diên Niên là một người mang dáng dấp lịch sử và thời đại, không chỉ là một người trí thức với lý tưởng cách mạng cao đẹp, mà còn là người chiến sĩ kiên trung, bất khuất đến hơi thở cuối cùng. Phân cảnh nhân vật Trần Diên Niên, người bê bết máu, chân đeo xiềng xích và quay đầu mỉm cười với ánh mắt sáng ngời nhưng cũng đầy kiên cường khi bước về phía pháp trường, được ca ngợi là cảnh phim gây xúc động mạnh mẽ nhất năm, khiến nhiều người xem phải nghẹn ngào, bật khóc. Chia sẻ về phân cảnh ấn tượng này, đạo diễn Trương Vĩnh Tân kể lại, khi Trương Vãn Ý đóng cảnh Trần Diên Niên ra pháp trường, tôi nhớ trời mưa hơn 10 ngày. Hôm ấy trời rất lạnh. Lạnh đến mức tôi ngồi trước máy quay, mặc áo khoác dày kiểu quân đội mà vẫn cảm thấy hơi lạnh len lỏi vào cơ thể. Nhưng vai diễn Trần Diên Niên mà cậu ấy đóng lại chuẩn bị hy sinh một cách anh dũng. Vì vậy, cậu chỉ mặc một bộ đồ mỏng manh đơn bạc, đi chân trần và bước đi trên mặt đất với 20 cân xiềng xích dưới chân. Lúc quay phim, cậu ấy bị sốt cao, nhân viên đưa cho cậu ấy bát canh gừng nóng ngay tại phim trường cũng chẳng khiến cơ thể cậu ấy ấm hơn, cả cơ thể vẫn run cầm cập.
Khi nhìn cảnh này trước máy quay, tôi cảm thấy thật sự đau lòng. Trương Vãn Ý đã hoàn toàn sử dụng giọng gốc khi quay bộ phim này, mỗi lời thoại đều được anh chăm chút kỹ càng đến từng âm sắc. Lúc bình thường thì điềm tĩnh trầm ấm, khi truyền bá những lý tưởng cách mạng thì hào hùng đanh thép. Chỉ cần nghe giọng thoại của Trương Vãn Ý thôi, cũng đủ để người xem cảm nhận được sâu sắc cả chất hoa và chất thép đang hiện hữu bên trong những nhà cách mạng trí thức đương thời. 有的人他活着，别人就不能活；有的人他活着，为了多数人更好的活。 Sau bộ phim Niên đại thức tỉnh, Trương Vãn Ý tiếp tục gây được tiếng vang tốt khi tham gia bộ phim Gia đình những đứa con nhà họ Kiều. Trong phim, anh vào vai người con thứ có tên Kiều Nhị Cường, kết hợp với Bạch Vũ, Mao Hiểu Đồng, Tống Tổ Nhi và Chu Dực Nhiên tạo thành một tổ hợp 5 anh em gây sốt màn ảnh châu Á dịp hè 2021. Cơ duyên đưa Trương Vãn Ý đến với vai diễn này cũng khá đặc biệt, khi đó anh đang quay một bộ phim khác, thì giáo viên gọi điện tới báo rằng đoàn phim Những đứa con nhà họ Kiều đang cần một vai nam hai, nhưng ngày mai là hạn chót thử vai. Giáo viên của anh có gợi ý rằng Trương Vãn Ý có thể đi thử vai, thế là anh và một người bạn đã thức trắng đêm để đọc kịch bản và quay video casting cho vai diễn này. Kiều Nhị Cường tuy có tính cách bướng bỉnh nhưng lại là một người có trách nhiệm, chân thành và sống rất tình cảm. So với các anh em còn lại, nhân vật của anh có phần không nổi bật bằng, nhưng anh vẫn nhận được nhiều sự yêu mến và ủng hộ của khán giả. Trương Vãn Ý đã cho thấy được kỹ năng diễn xuất ổn định, lột tả được tâm lý nhân vật Kiều Nhị Cường một cách chuẩn xác trong từng giai đoạn cuộc đời. Tỏa sáng mạnh mẽ thông qua Trường Tương Tư, cứ ngỡ rằng Trương Vãn Ý sẽ thừa thắng xông lên, tuy nhiên đáng tiếc là danh tiếng của anh lại có phần thụt lùi đáng kể trong năm 2022. Gần một năm không có tác phẩm nào lên sóng, đến tháng 12, khi Đôi cánh dũng cảm được trình chiếu, phần thể hiện của Trương Vãn Ý lại nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Theo khán giả, diễn xuất của Trương Vãn Ý trong vai Tần Lãng đem đến cảm giác thiếu sức sống, vô hồn, chứng tỏ phong độ của nam diễn viên vẫn chưa thực sự ổn định. Nhiều người cũng bày tỏ sự lo ngại cho Trường Tương Tư, không biết liệu Trương Vãn Ý có gánh vác nổi sức nặng của một dự án lớn như thế hay không. Đến tháng 7 năm 2023, khi Trường Tương Tư chính thức lên sóng, những nghi ngờ của công chúng hướng đến Trương Vãn Ý trong suốt thời gian qua đều bị đập tan. Hóa thân thành nam chính Thương Huyền, Trương Vãn Ý đã nhận về cơn mưa lời khen cho đài từ chuẩn xác và diễn xuất nội tâm sâu sắc. Thương Huyền, hay Chuyên Húc trong nguyên tác, là một nhân vật có nội tâm phức tạp và đầy mâu thuẫn. Hắn là một người luôn đứng trên ranh giới mỏng manh giữa nhân vật chính diện và phản diện, vừa anh minh thần dũng nhưng cũng rất đổi quyết liệt, ích kỷ và tàn nhẫn. Thương Huyền là một vị minh quân được vạn người ngưỡng mộ, nhưng hắn cũng là một kẻ điên cuồng và si tình hơn bất cứ nhân vật nào trong Trường Tương Tư. Ngay cả các độc giả của truyện, nếu sơ suất lướt qua những tình tiết nhỏ trong truyện thì cũng sẽ rất khó để đồng cảm và thấu hiểu cho nhân vật Thương Huyền. Ban đầu, khán giả không kỳ vọng nhiều vào Trương Vãn Ý bởi chẳng mấy người biết anh là ai. Các fan nguyên tác cũng cảm thấy lo lắng bởi họ biết nhân vật Thương Huyền khó thể hiện tới nhường nào. Thế nhưng đến thời điểm hiện tại, tin rằng bất cứ ai cũng phải công nhận rằng Trương Vãn Ý đã diễn quá tốt vai diễn Thương Huyền. Kỹ năng diễn xuất của Trương Vãn Ý không chỉ nằm ở ánh mắt vừa thâm tình, vừa uy nghiêm, mà nó còn được nhìn thấy ở mọi biểu cảm của anh ấy. Từ cái nhếch mép khi ăn dưa, nụ cười khinh bỉ, đến từng thớ cơ thịt trên gương mặt và cả hơi thở. Tất cả đều được Trương Vãn Ý sử dụng thành thục để diễn tả cảm xúc và nội tâm của nhân vật Thương Huyền. Rất nhiều lần, ngay cả khi không có lấy một câu thoại nào, Trương Vãn Ý vẫn có thể khiến khán giả đồng cảm với vô vàn cảm xúc của Thương Huyền. Từ ngưỡng mộ, đau xót, bất lực, cô đơn, tủi nhục đến kiềm nén, phẫn nộ, cuồng loạn. Trương Vãn Ý thật sự biết cách điều chỉnh cảm xúc, ngũ quan và âm sắc của mình để làm sao cho vai diễn mà anh đang thể hiện có thể đạt được tính thẩm mỹ và nghệ thuật cao nhất trong từng phân cảnh. Cộng đồng mạng hay nói rằng, chính diễn xuất của Trương Vãn Ý đã cứu Thương Huyền một mạng, nhưng đó không hẳn chỉ là một câu nói đùa thôi. Bởi nếu không phải Trương Vãn Ý là người diễn Thương Huyền, thì chắc chắn Thương Huyền sẽ trở thành nhân vật phản diện, đáng ghét trong phim, chứ không phải là một Thương Huyền với những nỗi cô đơn, giằn xé và tương tư vô tận khiến người xem phải đau lòng mà chúng ta đã được xem và cảm nhận trong thời gian qua. Sau khi tận mắt chứng kiến diễn xuất của Trương Vãn Ý trong Trường Tương Tư, khán giả đã có lòng tin hơn vào màn thể hiện của anh trong các tác phẩm đang quay và đang chờ chiếu sắp tới mà anh đóng chính. Những dự án chất lượng sau Trường Tương Tư. Sau khi Trường Tương Tư kết thúc, bộ phim về đề tài cải cách lâm nghiệp Vinh Quang của cha anh cũng được lên sóng trên kênh CCTV1. Trong phim, Trương Vãn Ý hóa thân thành chàng trai đến từ một vùng quê nghèo ở Đông Bắc, tên Trần Hưng Kiệt, cha anh là một nhân viên kiểm lâm gương mẫu. Nhưng lại không may gặp nạn khi đang làm nhiệm vụ. Sau khi cha mất, mẹ Hưng Kiệt cũng bỏ xứ tha hương, chỉ còn một mình chàng trai trẻ chưa tròn 18 tuổi bơ vơ ở quê nhà. Vượt qua những nghịch cảnh của cuộc đời, Trần Hưng Kiệt vẫn luôn từng bước nỗ lực, cố gắng để bước đến thành công. Sau này,
Trần Hưng Kiệt trở về Đại Sơn với nhiệm vụ vận động người dân di cư đến khai hoang mở đất, gánh vác sứ mệnh cải cách lâm nghiệp của quê hương. Sắp tới đây, ngoại trừ phần 2 của Trường Tương Tư, thì Trương Vãn Ý vẫn còn nhiều vai diễn và bộ phim chất lượng khác có thể được lên sóng như vai bác sĩ tự kỷ thiên tài Trần Huy trong Bác sĩ phi phàm hay vai diễn Triệu Tấn trong bộ phim hiện đại Anh biết anh yêu em đóng cùng với nữ diễn viên Tôn Di. Ngoài ra, còn có phim cổ trang Cẩm Tú An Ninh đóng cùng Nhậm Mẫn, trong phim này Trương Vãn Ý sẽ vào vai La Thận Viễn. Và bộ phim Liễu Chu Ký, chuyển thể từ tiểu thuyết Kiều Tàng, vừa khai máy vào đầu tháng 8, Trương Vãn Ý sẽ vào vai Thôi Hành Chu, đóng chung với Vương Sở Nhiên. Dù có vẻ bề ngoài khá nghiêm túc, tính cách lại trầm tĩnh nhưng thực ra Trương Vãn Ý lại là một vựa muối chính hiệu. Mặc dù khá ít nói, nhưng mỗi lần nói ra câu nào thì đều chất câu đấy, khiến khán giả cười vỡ mật vì sự hài hước của anh chàng. Không những vậy, Trương Vãn Ý còn sở hữu cho riêng mình một gia tài meme đồ sộ được mọi người ưa thích và sử dụng trong mọi hoàn cảnh. Với thái độ làm việc chăm chỉ, đời tư sạch scandal, mong rằng Trương Vãn Ý sẽ tiếp tục mài giũa năng lực đến mức độ thật ổn định để có thể tiếp tục mang đến cho khán giả nhiều vai diễn đặc sắc khác. Cùng đón chờ sự phát triển của ngôi sao mới này trong thời gian tới nhé! Còn bạn thì sao? Cơ duyên nào đã giúp bạn biết đến Trương Vãn Ý và vai diễn nào của Trương Vãn Ý khiến bạn ấn tượng nhất? Để lại comment chia sẻ với chúng mình nha! Nếu như bạn muốn chúng mình tiếp tục làm thêm những video khác phân tích về diễn xuất hoặc những vai diễn của Trương Vãn Ý thì cũng để lại comment luôn nhé! Và nếu thấy video này thú vị thì hãy like video và nhấn nút đăng ký kênh của chúng mình nha! Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo! See you!